Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mình kiểm tra, mình sửa là một cái con TV nữa các bạn. Này, model của nó nè. L55B65UF TCL ha. Đó, đây là toàn bộ bên trong các bạn. Đây là cái phần bo nguồn. Thì hiện tượng của nó là khi mình cắm nguồn lên các bạn là nó chỉ tối thui, không có đèn báo, không có gì hết đó mà. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vô để mình kiểm tra thử ha. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện vô nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ cắm mấy cọng dây mắc nhận vô nữa các bạn. Đó, đây là phần mắc nhận của nó nè. Mở lên là không có đèn, không gì hết đó các bạn. À, nguồn đang cắm nè. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra để mình kiểm tra cái phần nguồn này nè các bạn. Đó, phần nguồn này nè, coi nó chập chạm cái phần nào ha. Đây, đây là cái phần bo nguồn của nó nè các bạn. Đó, sau khi mình tháo ra, mình kiểm tra xem coi nó có chạm chập cháy nổ chỗ nào không ha. Thì thường thường mấy cái nguồn nó bị nín á, hoặc nó bị không ra điện á, bạn kiểm tra. Thứ nhất là cầu chì nó có bị đứt hay không nè. Đây, trên đây cái cầu chì nó màu nâu nữa các bạn. Đó. Con này là cầu chì. Đây. Phần cầu chì nè, nó qua cái chỗ này là mình cắm điện vào nữa các bạn. Nó cái rắc này cắm vào thì nó qua cái cầu chì nè, rồi nó qua cái cuộn dây lọc nhiễu nữa các bạn. Đó, qua cuộn dây nè. Qua cuộn dây xong rồi nó qua con tụ lọc cái nữa nè. Đó thì qua chống xét, qua đủ thứ trong này. Thì nó mới đưa ra tới cái phần cầu diode là ở đây. Đây cái bộ cầu diode nè. Đó. Cầu diode. Rồi bây giờ các bạn đo DC của cái thằng tụ lọc nguồn á, nếu như nó có DC ra thì thứ nhất là cầu chì không đứt nè, cầu diode bình thường nè. Đó, tại vì gì hồi lúc nãy là mình có cắm điện vào rồi mình thử đó các bạn. Thì DC là mình đo hai cái đầu con tụ lọc nguồn này các bạn. Cộng trừ nè. Đó, nó mắc song song hai con tụ với nhau. Đó, bây giờ mình sẽ đo, mình kiểm tra ha. Đây, cộng nè, trừ nè. Đó, có 300 V đó các bạn. Có nghĩa là từ cái phần cầu chì nè, cầu diode nè, tới tụ là không có chết ha. Tiếp theo mình sẽ dò tiếp chân cộng của nó nè. Cộng nó cấp cho cái một đầu của cuộn dây nè, bạn đo chân cộng nó nè. Đó, có luôn nè. Qua con dây bên kia nè, có luôn. Thì cái phần này là có thể là nó không có hư. Nó hư á, một là cái đường ấp tô dò sai đưa về không có lấy mẫu được. Thứ hai nữa là nó bị chết mấy cái con diode trên đây nè các bạn. Hoặc là mấy cái con IC trang to này nè, nó diode nè. Diode nè. Đây, hai con, ba con, bốn con, năm con. Ở đây là con MOSFET ha, không phải diode. Con này là con CS630. Con này nó đóng nó mở cho đèn led của mình đó bạn. Rồi. Đơn giản là mình chỉ việc xả con tụ này rồi mình kiểm tra ha. Thì thường kiểm tra bên đây thì mình không cần xả mình đóng được, mà đừng có bóc tay các bạn, bóc tay vô là nó giật. Tại bên kia nó còn ngậm điện nè. Bên đây nó còn ngậm điện nè. Nè. Đó, 270 nè. Nếu như mình chọc que là nó nổ một cái chát nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xả nó đi, rồi mình kiểm tra mấy con tụ ha. Bóng đèn nè. Mình sẽ xả các bạn, xả cho nó hết điện để mình kiểm tra mình sửa ha. Bây giờ mình sẽ xả nó nè. Đó, nó nhá đèn lên luôn đó các bạn, có nghĩa là nguồn nó tích trữ vô hai con tụ đó là cao và mạnh đó các bạn. Nó giật hết hồn á. Đó. Rồi, sau khi mình xả được dây rồi bây giờ mình kiểm tra cái phần thứ cấp bên này. Đây, cái phần bên đây thì nó gồm có nè hai cái cuộn dây nữa các bạn nè, ở đây nè, đó mấy cuộn dây này, một cuộn nè, lại đây ra đây một cuộn nữa nè. Đó, thì mấy cái cuộn dây này nó sẽ ra hai cái mức điện áp, một cái là nó nuôi cho cái mạch vi xử lý, một cái là nó nuôi cho led nè các bạn. Thì ở trên đây nó có ghi hết ha. Đó, các cái chức năng trên này, ví dụ như 12V nè, là chân này 12V,
12 12V luôn, là từ đây dòng ra đây đó. Thì đây con diode này nó nắng điện ra, nó giống con transistor nhưng mà nó là cái con diode các bạn, nó nắng điện ra. Rồi ở đây là một con diode nữa, một cặp nó mắc song song các bạn, ra con dây nè, qua con dây nè, rồi qua diode cái nữa nè, đi vô MOSFET nè. Đó, MOSFET này nó sẽ đóng cho cái led của mình nè, nó khiển từ trên bo vi xử lý đưa xuống nhờ cái con IC này nè các bạn. Con IC này khiển led. Con này là K31548. Bây giờ mình sẽ kiểm tra ha. Đầu tiên các bạn dặn về than nhân 1 nè. Nó mất nguồn. Không có nguồn ra thì phần này đã mình đã nói là nó không có đứt cầu chì nè, đó là có nghĩa là ok hết cái phần sơ cấp. Còn phần thứ cấp bên này mình sẽ đo diode ha. Đó, còn nè. Không chết nè, tiếp theo nè, tới diode này. Đó, một chiều lên nè, hai chiều lên luôn nè. Đó. Một chiều lên. Rồi một chiều lên. Là chỗ hai con diode này có một con hoặc là nó chết luôn hai con trong đây nè các bạn. Đơn giản chỉ việc là mình chỉ hút lấy hai cái con diode này ra để mình đo cụ thể coi nó chết con nào ha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy con bên đây trước ha. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy trước ra một con nè, mình sẽ xem coi nó là cái con gì. Nóng. Ở đây nó ghi là MUR 460. Đó. Giờ mình sẽ đo nó các bạn. Thật nghịch chiều nè. Không lên nè. Đó, nghịch chiều không lên, thuận chiều nè, lên nè. Rồi tiếp theo các bạn dặn than như 10 kg ha. Đo thuận chiều nè, lên nè, đo ngược chiều nè, không lên nè. Nghe con này không chết nè. Tiếp theo mình sẽ đo con này. Đó. Rồi con này mình lấy nó ra luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo con này các bạn. Mình đo thuận chiều nè, lên nè, ngược chiều nè, thuận chiều nè, ngược chiều nè, không lên nè. Đó, kéo lên thang 10 kg nữa các bạn. Không lên nè. Lên nè. Không lên nè, hai con diode không chết nè. Tiếp theo mình sẽ đo cái nguồn của nó, mình kiểm tra ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cộng trừ nè, lên nè. Nghịch chiều nè, lên luôn nè. Đó. Tiếp theo mình sẽ loại trừ những cái con tụ nữa các bạn. Mấy con tụ mica nè. Mình sẽ dò dài lên. Đây nè, qua đây. Đây qua đây ha. Qua một dọc điện trở nó mắc song song với nhau nè. 220. Đó, đo xuống đây. Đó, đo tụ này. Rồi. Bạn cách ly con tụ này ra để mình xem coi nó có chạm hay không ha. Đó, dí hai miếng chì vô hai đầu xong rồi gợt nó ra. Hàn một đầu vô trong mạch luôn để mình hàn nó không có bị văng mắt các bạn. Một đầu thôi. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đo cái con diode mà lúc mình tháo ra nè, đo lại nè. Này dẫn lên luôn nè. Đó. Đo tụ nè. Không lên nè, có nghĩa là nó còn hư cái đường khác chứ không phải cái đường đường này không ha. Tiếp theo mình sẽ dò tiếp các bạn. Dò tiếp nè. Đây dòng ở đây nè. Ba con tụ này. Nó mắc song song với nhau các bạn. Rồi, xong các bạn cách ly cái con dây này ra. L601 nè, cách ly ra. Đó, các bạn cách ly từ từ để mình có thể thấy được cái chỗ nó hư ha.
còn nằm trên mạch gì thì không xác định được cái chỗ hư. Rồi tiếp theo mình sẽ đo coi nó có bị dính nữa không nè. Đó, đo nó vẫn còn thông nè, nè dặn xuống thứ một nè, hết thông nè. Tiếp theo mình đo qua con dây nè, thông nè, đảo chiều nè, thông luôn nè. Rồi bây giờ mình dò lên đây, con dây nè, qua con dây nè, qua con diode nè, vô MOSFET, bạn đo kiểm tra MOSFET nè. Đó, đo hai lần lên nè. Rồi thì sau khi mình dò được tới đây đó bạn, có nghĩa là tới cái con MOSFET này nè, mình sẽ cách ly con MOSFET này lên luôn để mình kiểm tra. Nếu như MOSFET này không chết thì nó chỉ hư mấy con tụ hoặc là mấy con điện trở luôn tới đây thôi ha. Đầu tiên thì mình sẽ gỡ lấy con MOSFET này ra. Rồi tiếp theo mình sẽ dò các bạn, mình sẽ đo cái mạch này xem nó còn thông nữa hay không này. Vô con dây nè, xuống mát nè, đây xuống mát nè, đó không có nè, không còn thông nữa ha, diode nè. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra con MOSFET này các bạn. Dạng than nhân 100 nè. Mình sẽ đo DGDS ha. Đo chừng này lên nè. Các bạn đảo chiều lại. Lên luôn nè. Rồi, bên đây đo chắc chắn nữa cũng lên luôn. Lên luôn nè. Bên đây. Đây cũng lên luôn, có nghĩa là cái con này nó chết rồi các bạn. Thì con MOSFET này nó ghi trên này là CS 630 ha. Đó, bây giờ mình sẽ tra xem cái con này nè, cái dòng nó bao nhiêu, điện áp bao nhiêu để mình tìm cái con nó giống để mình thay vô ha. Nếu như có cái bo sát mình gỡ mình lấy qua thì nó nhanh rồi, còn không có thì các bạn phải tìm hiểu xem cái con này là con gì ha. Rồi mình sẽ tìm cái con tương đương tự bằng hoặc là lớn hơn nó để mình thay vô bạn. Đó, đơn giản là chỉ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lắp mấy thằng này lại. Đó, các bạn lắp mấy này lại. Sau khi mình gắn nó lại rồi các bạn, mình sẽ cấp cái nguồn vô, cấp nguồn cho mình đo thử cái có điện áp ra chưa, tại vì con MOSFET này mình đã gỡ ra rồi. Đây các bạn đo nè, nghịch thuận chiều nè, nghịch nè, không lên nữa ha. Rồi các bạn tìm cái ổ điện có bóng đèn nè để mình thử cho nó chắc ăn nữa các bạn chứ không gì ha. Rồi dẫn qua thang DC 200V. Tiếp theo các bạn cắm điện vô xem nó sáng đèn lên là nó còn chạm ở đâu đó. Đó. Rồi không có sáng đèn ha. Tiếp theo mình sẽ đo điện áp 12V ra nè. Đây có nữa các bạn. Ok ha, có nghĩa là mạch nó chạy rồi, nó chỉ chết có cái con MOSFET ở đây thôi. Đó. Đây. Điện áp ra nè, 63V nè. Này, điện áp ra nè. 64V nè. Đó, rồi. Ok. Sau khi mình xác định được tới đây rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tìm cái con MOSFET này các bạn. Đó, hồi nãy là mình có nói rồi, mình chỉ cần dò xem có cái con này nè, nó dòng nó bao nhiêu, điện áp nó bao nhiêu để mình thay con tương đương từ bằng cái lớn hơn cho cái máy nó chạy tốt hơn các bạn. Sau khi mình tìm mình lục thì cái loại này ở đây mình hết rồi. Ha, mình chỉ còn có cái lỗi lớn này thôi các bạn. Nhưng mà lớn này mình gắn cũng được bình thường ha. Đây. Đó, các bạn gắn cũng bình thường luôn. Đó, chỉ việc là mình làm mấy chân cho nó ngon lành lại rồi mình gắn thôi. Rồi thì cái con này là cái con 20N60 nữa các bạn. Trên đây là mình có ghi là 20A nè, 600V nè. Còn cái con này á, theo mình tìm hiểu mình thấy là nó chỉ có 9A thôi các bạn. 9A.
9A mà 200V thôi. Đó, thì mình gắn con này vô là dư sức rồi ha. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái mạch lại. Đó, các bạn vệ sinh cái mạch này lại để mình gắn con này vô. Trước khi gắn thì mình cũng sẽ đo thử. Mình đo thử, mình kiểm tra xem mấy con này nó còn sống hay không nè. Đó, thì các bạn đặt cái thang nhân 100 nè. Mình sẽ cho cái que đỏ vào trong bìa, que đen vào trong giữa nè. Đó, không lên nữa không? Các bạn đảo chiều lại. Lên nè, có nghĩa là cái con này là nó còn các bạn. Xong các bạn dùng cái que đen nè, que đỏ mình đặt trên bìa, que đen mình đặt trên bên đây. Kích vô trên bìa một cái. Lên nè. Đảo chiều lại. Lên nè, nó xong mình xả nè. Đó, xả xong các bạn đo lại nè, không lên nè. Kích nè. Rồi, có nghĩa là cái con này còn sống. Còn cái con này thì nó chết rồi, các bạn đo chiều nào nó cũng lên hết nè. Đó. Đây. Đảo chiều lại nè. Đó. Rồi. Thì trước khi mình lắp vô đây á, thì các bạn cũng vệ sinh cái mặt dưới bụng của cái con này cho nó sáng lên vậy nè các bạn. Để lát á mình hàn nó sẽ ăn chì ha. Nó ăn chì tốt hơn. Đó, xong rồi mình sẽ vuốt cái phần này nè cho nó sạch. Mình vuốt cho nó sạch chủ yếu là để cho nó bằng phẳng á, khi mình hàn cái con MOSFET mình vô các bạn thì nó sẽ sát dưới đây. Nó sẽ có một cái phần giải nhiệt tốt, nó vô trong mạch này nè, nó giải nhiệt ra tốt ha. Đó. Rồi sau khi mình vuốt cho nó sạch xong rồi mình đặt cái con này vô các bạn. Đặt vô xem cái chân của nó đó, khi mình bẻ xuống á nó vừa vô trong đây không. Đó, vừa nè. Xong các bạn mới vệ sinh cái chân này ha. Đó. Cố định hai chân này xuống nè. Xong rồi mình sẽ hạ cái chân giữa của nó là cái miếng tản nhiệt đó các bạn. Sau khi mình chờ nó nguội rồi nè các bạn. Đó, nó nguội rồi nè, thấy nó sát xuống rồi nè. Mình sẽ hàn cái chân này lại cho kỹ ha. Xong, bây giờ mình sẽ cắp cái dây nguồn vô các bạn. Đó. Rồi, xong cắm nguồn vô mở lên, đo thử cái điện áp nó ra là tới chưa. Mở cái thang 1000 nè. Đó, cắm điện vô nè. Ok. Tiếp theo á, mình sẽ đo nó các bạn. Mát nè. Điện 12V nè. Này đưa ra đang áp nè, đang áp để mà đưa ra led nè các bạn. 63V nè. Ok ha. Rồi, cuối cùng là mình chỉ việc là mình lắp vô trong cái máy để mình test thử các bạn. Đây các bạn. Đó, sau khi mình lắp lại hoàn chỉnh xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắm điện để mình mở lên ha. Đây. Cắm điện vô. Đó, đèn đèn báo nguồn có nè. Đó, tiếp theo mình mở lên. Đó. Ra ngoài trước quan sát ha. Tới sen L này nó khởi động hơi lâu. Đó. Giờ mình sẽ bấm vô cái menu của nó các bạn. Đó. Ok. Hình đầy đủ ha. Rồi, vậy thì được rồi. Giờ chỉ việc là mình hát thử nữa các bạn. Đó. Cái màn này nó cũng không có đẹp ha, nó cũng bị thưa hình này. Nhưng mà người ta nói xài bình thường thì nó không có giật nháy gì thì thôi ha. Nhiều khi cái màn này nó được xử lý rồi á, cho nên nó có cái hiện tượng như vậy. Rồi, con sọc đứng xuống đây nè các bạn. Con sọc đen nhỏ nữa nè. Đó. Ngay cái biểu tượng màu đỏ.
Đó. Rồi ok. Đó, cuối cùng thì mình chỉ việc là mình thử thôi, xong rồi mình lắp lại ha. Cũng bài này cũng đơn giản thôi. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mình kiểm tra. Mình sửa lại một cái TV TCL ha. Hiện tượng của nó là bị mất nguồn các bạn. Sau khi kiểm tra thì nó bị hư có một con MOSFET để nó khiển cho LED thôi. Rồi nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.